ơi, Bin ơi, Bin. Trời ơi, con tắc kè nó cắn con thằng lằn này, Bin ơi. Lại đây coi nè. Trời ơi, ghê chưa. Quá, đi rồi. Trời, cứu con thằng lằn ra nha. Đây các bạn ơi, một con thằng lằn. Trời ơi. Đâu cái gì nữa hả? Ơi, rồi các bạn đi theo Bin có cái gì, con gì nè. Ê, con gì băng Bin? Con gì hả? Wow, một con vọt cạp nha các bạn ơi. Đây, một con vọt cạp đồ chơi. Sợ quá hả? Rồi, trời ơi, băng Bin. Băng Bin chạy tuốt đằng sau luôn các bạn ơi. Núp vô luôn rồi hả? Rồi, núp đó. Rồi, bác Thành lụm nha. Bác Thành lụm á. Ê, bác Thành, ở đây các bạn ơi, một con vọt cạp đồ chơi nha. Băng Bin sợ quá, miệng chạy rồi. Bang bang bang. Rồi, là đây băng Bin ơi. Rồi mình đi, hôm nay mình cùng bạn Bin đi săn mấy con vật và con trùng á. Không, con này là đồ chơi, nó không có biết cắn đâu ha. Bác Thành cầm nha. Cắn hả? Rồi đi, đi lượm tiếp thôi. Thôi mình lấy cái bịch mình bỏ vô đi. Cái bịch đâu rồi? Đâu cái bịch đâu? Đây, đây có cái bịch nè. Đây cái bịch nè các bạn ơi. Wow, trên đây cái gì á? Trời ơi các bạn ơi, có một cái đồ đánh bóc luôn. Rồi bạn Bin ơi, bỏ con bồ cạp vô. Đó, nhẹ nhẹ thôi. Rồi bỏ con thằng lằn với con tắc kè vô luôn. Quá. Ý, một cái đồ đóng bóc này các bạn ơi. Lạ dữ hả? À? Ê, đánh thử coi. Bắt Bin. Chịu. Ý, ghê quá hả? Rồi bỏ vô bịch thôi. Các bạn, bạn Bin bắt một con bồ cạp nè. Ý, rồi đây con gì nè bạn Bin ơi. Hả? Đâu bên đó có nữa hả? Rồi rồi mình qua đây mình bắt trước các bạn ơi. Bạn Bin bây giờ, bạn Bin mê bắt bò cạp rồi. Rồi bắt con bò cạp bỏ vô, bạn Bin ơi, hai con luôn. Trời ơi, hai con dính nhau luôn rồi hả? Rồi bỏ vô. Chút giùm gỡ ra nha. Wow, một con thằng lằn. Con thằng lằn dưới đây. À, một con chim các bạn ơi, một con cò kìa. Con cò màu trắng á. Rồi mình bỏ vô bịch luôn nha. Rồi bỏ vô bịch thôi. Rồi bắt con thằng lằn vô, bạn Bin ơi. Đâu? À, còn một con bò cạp này để bắt Thành bắt chặt. Wow, trời. Bỏ vô bịch là nó hết cắn rồi. Rồi bà bỏ thằng lằn vô. Rồi còn một con bò cạp. Bò cạp ơi, con bò cạp chúa hả? Con bò cạp màu đỏ hả? Bỏ vô lẹ lên chứ đi. Trời ơi hả, nó cắn. Rồi các bạn ơi, bạn Bin sợ, bạn Bin núp luôn rồi. Đâu rồi, đâu rồi? À. Rồi bạn Bin sẽ bắt mấy con thú này vô ngang đây. Bắt Thành bắt con bò cạp cho. Sợ quá. Rồi bắt mấy chim bỏ vô. Wow, các bạn ơi, quá trời chim đây luôn nè. Đây, một con cá sấu con nữa. À, một con ếch nha. Rồi anh bắt nhanh cho bạn Bin ơi. Bắt nhanh vô ngang bên kia còn. Ơi, ơi, coi chừng nó rớt đó. Rồi, con ếch nó rớt xuống dưới kia luôn rồi. Chưa á. À, chưa hết hả? Rồi, bây giờ anh bắt nhanh lên nha. Anh bắt nhanh lên chứ để hồi con rắn bự nó ra đó. Wow. Đây các bạn ơi, mình có một con. Con này là con ha. Ờ, con vịt trời nè. Đây, một con chim nữa. Ôi, rớt hết rồi. Bạn Bin làm rớt hết rồi. Rồi, bỏ vô nha bạn Bin ơi. Đây các bạn, mình có thêm cái đồ à. Đồ đấm bóc nè. Ờ, đã chưa? Rồi, đồ đấm bóc đã nè, đẹp thấy không? Rồi mình qua đây mình lượm mấy con này vô luôn bạn Bin ơi. Đây các bạn ơi, quá trời thằng lằn luôn nha. Đây một con thằng lằn con nè, màu cam. Một con thằng lằn con màu hồng nha. Rồi một con cào cào trời màu xanh lá cây. Wow, một con chim cú nữa nè. Gì vậy bạn Bin? Trời ơi bạn Bin, bạn Bin bắt được một con cá sấu rồi các bạn ơi. Ôi cá sấu bự gì vậy? Đây một con thằng lằn màu hồng. Ý, chờ nha bạn Bin ơi, chơi từ từ thôi. Đây, chấm thành rồi. Rồi, wow, một con rắn này các bạn ơi. Rồi, bắt con rắn vô nha. Đây, bắt con rắn vô. Đâu, cái gì vậy? Rồi. Rồi, đục luôn, đục con cá sấu luôn. Rồi, đục con cá sấu bạn Bin ơi. Đục cho cá sấu xỉu đi. Rồi, xỉu chưa? Rồi, bắt nó vô, bỏ bịch. Rồi, quá thật cá sấu luôn. Các bạn ơi, một con cá sấu con. Một con cá sấu cha luôn. Wow, một con chim nữa, một con vịt trời nữa. À, một con nhện nữa các bạn ơi. Ồ, đây nhện nè, quá trời nhện luôn.
Ê, ôi băng pin đâu rồi ta? Trời, băng pin có một con rắn nè các bạn ơi. Rồi bỏ vô băng pin ơi. Đây, bỏ con rắn vô luôn. Rắn màu hồng. Rắn này rắn đồ chơi nha. Rắn này không có cắn được. À, băng pin đâu, một bộ đồ chơi gì vậy băng pin? À các bạn ơi, đồ chơi súng này nha. Cái súng của Ben 10 á. Rồi bỏ vô bịch luôn nha. Trời ơi. Trời ơi, nguyên một. Rồi các bạn ơi, nguyên một trại thú bên đây luôn nè. Trời quá trời con vật luôn. Đây con ếch với con cá sấu màu xanh. Rồi đẹp tới chưa. Rồi bắt vô nha. Đã quá. Rồi bây giờ đi ra nặng quá bạn pin ơi. Bắt vô nha. Đây một con rắn con. Trời ơi bạn pin sợ mấy con này các bạn ơi, chạy nữa rồi. Đây một con gì nó rớt ở đây nè. Bạn pin đâu rồi? Chết á. Bạn pin đi lấy. À bạn pin ơi, trên cây còn cái gì kìa? Trên cây còn cái gì vậy? Đây có thành cầm chứ. Đây các bạn ơi, bạn pin thấy thêm một cái đồ đánh bóc đây, cái đồ đánh bóc này. Đó, bắn này về này tí, đã chưa chưa? Chưa. Rồi bắn đua không? Bắn đua không? Đục 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 bục 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 bục. Rồi đánh đua nghe. Ai thắng đây? Ai thắng đây? Bột. Con thắng rồi hả? Rồi vậy bắt thành thua. Rồi mình lượm mấy con này về nghe. Mình lượm nhanh về chứ để trời mưa. Trời mưa là mấy con này nó ướt hết rồi, nó chui vô hang á. Đây các bạn ơi, quá trời thằng lằn luôn nè. Đây thằng lằn con quá trời luôn, nhiều màu luôn nha. Rồi, ôi cá sấu rồi chim nữa hả? Wow, quá trời luôn. Rồi mình đem về nhà thôi nha bạn Bin ơi. Ôi, bỏ vô đem về nhà thôi. Rồi bây giờ bạn Bin sẽ mở cái súng ra nha. Mở cái súng ra trước. Wow, cái súng của Ben 10 nè các bạn. Đây mình mở ra mình coi nó bắn như thế này nghe. Wow, đã ghê chưa. Rồi bây giờ mình rút cục pin nè, rút pin lên nè bạn Bin. Rồi mình bỏ ha. Cái này vô, các bạn vô. Các bạn vô đây nè. À, bỏ thẻ vô hả? Rồi gắn đạn vô trên đây nè. Đây các bạn ơi, mình gắn đạn vô trên đây xong mới bóp được. Dịnh ngang, dịnh ngang, dịnh ngang. Rồi bấm trên đây, bắn đi. Wow, trời chạy rồi. Rồi bỏ vô đạn vô tiếp, bỏ vô đạn vô tiếp rồi bắn nha. Rồi bây giờ bạn pin sẽ bóp cái này bắn nha các bạn. Đây con bóp hai bên đây nè, bóp đây nè. Đây bóp bên đây bắn thẻ ra. Hai tay luôn, hai tay hai bên. Ờ đúng rồi, đây đây, bóp bên đây. Bóp vô. À, ừ ơi. Rồi cái nữa, một cái nữa, còn một cái nữa. Rồi bắn ra. Wow, hay quá. Nữa. Còn không? Còn thẻ không? Rồi bốn thẻ luôn, còn không? Hết rồi hả? Rồi lượm vô nha. Đây các bạn ơi, hôm nay bạn Bin đi săn quá trời con vật luôn nha, với côn trùng nè. Bây giờ mình đổ để cho các bạn xem nghe, nguyên một bịch luôn.